好了，说到停。打牌机你们，准备着吃个药嘞。Hôm nay là ngày thứ sáu thứ bảy. Xin kính chào tất cả chư tăng ni ở các cái tự viện và các cái trung tâm ở các nơi trên thế giới và tất cả quý vị đang nghe pháp trực tuyến, mình xin gửi một chào tới quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần của Upanishad, là cái phần bên tuyển tập của Upanishad. Đây là một trong những tuyển tập kinh luận của ngoại đạo. Và trong những cái kinh luận của Upanishad thì một nửa chúng ta đã xong cái phần, một phần chúng ta đã xong rồi, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục những cái phần còn lại. Hôm trước thì chúng ta nói về cái tư tưởng triết học của Upanishad. Hôm trước thì con nói tới cái việc rằng là nói về cái tư tưởng cuối cùng của họ là gì, nhưng mà tôi dùng cái từ đó thì thấy cũng không có hay lắm, nhưng mà sau này thì mới quyết định dùng cái từ là cái triết lý rốt ráo của họ là gì. Họ tự họ quan điểm như thế nào về thế giới tự nhiên, nói về cái quan điểm tư tưởng gốc rác của cái ngoại đạo này. Ngoại đạo Upanishad này nói cái gì? Và cái điều kiện để mà họ thực hành thì có thể chia làm hai phần, một là tạm thời, hai là rốt ráo lâu dài. Và có hai cái mục đích của họ, đó là một là tạm thời và cái thứ hai đó là cái mục đích lâu dài của họ là cái gì. Mà cái nước đó là tất cả các cái pháp ở trên thế gian này, nó cái cách mà nó xuất hiện như thế nào. Cái thứ hai đó là cái cách mà cái bản chất của các cái pháp, hoặc là bản thể của các pháp, nó tồn tại như thế nào, hoặc là nó hòa tan như thế nào vào các cái pháp. Cái thứ nhất đó là cái thứ nhất đó là sinh tử, nó thuộc về luân hồi. Cái thứ hai nó thuộc về cái phần độ giải thoát. Cho nên rằng là hoặc là mình đi vào vòng sinh tử luân hồi, hai là mình đặt mong cầu giải thoát. Ở trong các cái kinh điển của Upanishad thì nó cái sự phân biệt giữa luân hồi và giải thoát đó, nó phân chia đó rất là rõ ràng. Cái nhất đó là minh và vô minh.
Nếu như mà mình vô minh thì mình bị luân hồi trong sinh tử, và mình sáng suốt thì mình cầu mong mình giải thoát. Cho nên là cái mà tạm thời đó là mình bị vô minh, và lâu dài thì mình không còn cái vô minh nữa và còn một cái tâm giải thoát. Cho nên rằng là lúc đó tại vì cái mà mình bị vô minh đó thì người ta mới đặt cho nó một cái tên là luân hồi, và mình thoát ra khỏi vô minh thì gọi là giải thoát. Luân hồi có nghĩa là samsara. Hôm trước mình có nói tới cái việc là những cái kinh luận của Bà La Môn nó xuất hiện và nó khẳng định về luân hồi như thế nào. Và đến cái thời kỳ của Upanishads thì những cái quan điểm về luân hồi nó đã trở nên ổn định hơn. Và sau này thì con người tin vào đó một cách rất là mạnh mẽ, và nó trở thành một cái tư tưởng triết học luôn. Đặc biệt là trong kinh điển của Upanishads nói rằng là cái nghiệp và cái cách mà người ta thiết lập, gọi là người ta quan điểm về nghiệp nó như thế nào. Và nương trên cái tư tưởng nghiệp đó, gọi là cái thuyết về nghiệp như thế nào đó, người ta nương cho đó, người ta thiết lập về cái tư tưởng triết lý luân hồi, thì người ta quan niệm như thế nào về luân hồi. Cho nên rằng là nó, cái tư tưởng về nghiệp này nó đã là một cái sự hậu thuẫn rất là lớn để mà nó nói về cái thuyết luân hồi như thế nào. Cho nên là qua đó tôi thấy rằng là cái nghiệp và luân hồi, cái thuyết về nghiệp và thuyết về luân hồi nó trở thành một cái gì đó không thể nào rời xa, nó không thể nào tách rời, và lúc nào nó cũng là phạm trù hỗ tương cho nhau. Nhưng mà nói về cái luân hồi thì nó rất là khác với luân hồi của Phật giáo. Với Phật giáo thì nói về luân hồi thì cái gì đó nó bao trùm, nó tổng thể hơn so với họ. Lúc đó thì luân hồi của ngoại đạo thì nó giải thích một cái gì đó rất là chung chung thôi, chứ nó không có rắc rối hoặc là nó không có đi sâu vào so với các như kinh điển Phật giáo. Và trong Upanishad người ta nói rằng là con người bị luân hồi bởi tham ái, và bởi vì cái ý thức mình nó có cái sự thay đổi, nó chuyển động. Cho nên rằng là vì sao? Vì cái ý thức, cái ý thức của mình đó, gọi là cái hành động, cái động cơ của mình nó thay đổi, cho nên rằng là cái ý thức nó sẽ thay đổi. Và vì cái ý thức nó thay đổi cho nên rằng là cái thân và cái khẩu của mình nó cũng sẽ thay đổi. Cho nên là vì cái thân và lời, thân và khẩu đó, thân và khẩu thay đổi thì nó sẽ làm cho cái nghiệp của mình nó tích lũy. Và khi mà nghiệp nó tích lũy thì nó chín mùi, và cái kiếp này mình nhận được là nhờ vào cái kết quả của kiếp trước. Và cái kiếp này mình thay đổi thì kiếp, cái quả của kiếp sau nó cũng sẽ thay đổi. Cho nên rằng là cái sự liên hệ giữa kiếp này và kiếp sau nó có cái sự liên hệ rất là mật thiết với nhau, và kiếp trước và kiếp sau nó không có cái khoảng cách, và nó lúc nào nó cũng là một cái dòng tương tục và không có bị đứt quãng. Cho nên chính vì vậy nó gọi là samsara, và như vậy nó gọi là luân hồi. Luân hồi có nghĩa rằng là người ta quan điểm luân hồi có nghĩa rằng là một cái dòng tương tục liên tục không bị đứt quãng thì gọi là luân hồi. Cho nên rằng là họ quan điểm rằng là luân hồi là một cái gì đó được thiết lập dựa trên nghiệp. Cho nên là
họ dựa trên cái tư tưởng của nghiệp mà họ giải thích về nghiệp, về luân hồi. Nhưng mình cho nên nếu như không có cái tư tưởng, cái thuyết của nghiệp quả thì là họ sẽ không thể nào giải thích được. Và nương nơi bị gọi là bị cái nghiệp nó chi phối cho nên mình mới bị luân hồi. Cho nên nghiệp nó là một sự hậu thuẫn rất là lớn trong cái việc là luân hồi. Trong trong Upanishad giải thích rằng là khi mà mình bị luân hồi thì lúc nào mình cũng bị đau khổ và cái khổ nó không thể nào nó dứt được hết. Cho nên bây giờ cho nên rằng là sau này người ta nói rằng là nếu mà muốn ra khỏi vòng luân hồi thì bắt buộc phải ra rời khỏi cái đau khổ thì mới có thể rời ra khỏi vòng luân hồi. Cho nên người ta nói rằng đây là luân hồi, có nghĩa là trong một cái biển khổ. Cho nên rằng là mình cũng không được trụ ở trong luân hồi mà phải tìm một cái phương pháp nào đó để thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử. Và nói về cái quan điểm về luân hồi khổ như thế nào thì dường như cũng đã bắt đầu từ đây. Cho nên họ nói là cái khổ luân hồi đó là một cái biển khổ, cho nên mình phải tìm một cái phương pháp nào đó để ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử. Cho nên chính vì đó mà nó có cái sự cái quan điểm và là nó có cái sự phản đối đối với cái thời đại mà Ấn Độ nó được thời đại mà sự phát triển ở Ấn Độ nó gọi là tiến triển. Trong trong Upanishad có một cái bản kinh tên tựa đề là người ta nói rằng là ngã hoặc là cái ngã hoặc là cái tôi đó nó là bất tử, còn mọi thứ còn lại nó là bản chất của đau khổ. Cho nên là chỉ có cái ngã đó nó mới bất tử thôi, còn mọi thứ đều là bản chất của khổ. Nên chính vì vậy mà cái thời kỳ của Upanishad này này được phổ biến rất là dần dần. Cái sự phản đối về cái tư tưởng này nó được phổ biến rộng rãi vào thời điểm của một cái bộ luận tên là Maitreya Nika nó xuất hiện, thì họ đã giải thích rằng là tất cả mọi thứ đều là bản chất của đau khổ. Cho nên là cũng tương đồng với Phật giáo nói rằng là tất cả các uẩn đều là khổ, hoặc là tất cả các cái vật chất ở nội vật chất và ngoại vật chất đều là đau khổ. Nó cũng giống một cách, một phần nào đó giống với Phật giáo. Cho nên là người ta nói về cái quan điểm về luân hồi và cái sự bị kết chặt trong luân hồi, nó luôn kết chặt với nhau. Cho nên vì những cái lý do như thế này, mình thấy rằng là người ta nói vì những cái lý do như thế này mà cái quan điểm mà muốn cho mình thoát ly ra khỏi vòng luân hồi sinh tử đó, và cần phải có một cái phương pháp nào đó, và cần phải có một cái phương pháp nào đó mới có thể thoát ly ra được. Và chính vì vậy mà nó sinh ra hai luồng tư tưởng, một là luồng tư tưởng về luân hồi và một là tư tưởng về thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử. Nếu như mà
Nếu như mà mình muốn thoát lê ra khỏi vòng luân hồi đó thì phải cầu, phải có cái tâm cầu giải thoát, và thì mới, đó là con đường duy nhất để mà mình muốn thoát khổ thôi, chứ không có bất cứ một cái phương pháp nào khác. Cho nên đây là cái nguyên nhân mà mình có thể giải thích thêm về họ hiểu như thế nào về cái tâm mong cầu giải thoát, cái sự khẳng định của họ về cái tâm giải thoát là như thế nào. Cho nên là trong tư tưởng của kinh điển Upanishad của ngoại đạo này thì cái điều cốt lõi vẫn là cái tư tưởng họ muốn giải thoát nó như thế nào. Cho nên là họ hiểu như thế nào là một cái tư tưởng giải thoát, và làm sao để giải thoát thì có rất là nhiều kiến, có rất là nhiều cái cuộc tranh luận với nhau bàn về cái việc là làm sao để mà có được một cái phương pháp như thế nào để người ta có thể đạt được giải thoát. Cho nên là các cái vị học giả ở trong cái tông phái của họ lại bàn luận và tranh cãi rất là nhiều về cái vấn đề như thế này. Cho nên là cái tư tưởng giải thoát đầu tiên khi mà họ nói về cái ý tưởng lần đầu tiên khi mà họ nói về sự giải thoát thì họ nói rằng là không có cái sự họ nói đây là một cái chuyện rất là vô nghĩa, bởi vì vào cái thời điểm đó thì họ hiểu như thế nào về giải thoát. Họ nói rằng là giải thoát đó có nghĩa rằng là ra khỏi những cái sự ràng buộc, bất cứ những cái điều gì mà mình thích. Cho nên rằng là họ nói rằng đó là cái điều vô nghĩa. Nhưng mà nếu như mà khi mà đi vào thảo luận và tranh cãi thì đó là một cái cách nhìn khác, một cái sự giải thích khác. Đó là cái sự giải thích của lửa cái việc rằng là chúng ta luôn luôn bị trong phiền não, bị phiền não và vô minh nó bao trùm. Giải thoát đó là cái sự ra khỏi cái bóng tối và phá vỡ đi cái phiền não. Cho nên giống như cái lòng á, mình ra khỏi cái sự u minh mê muội, cái sự vô minh mê muội đó đi, ra khỏi cái vòng bóng tối và trụ ở trong cái bản chất chân thật của các pháp. Họ quan điểm như vậy đó là cái sự giải thoát, là cái tôi đó nó ra khỏi cái sự si mê, cái sự bao trùm bóng tối. Cho nên là hồi xưa thì họ nói rằng là họ nhấn mạnh rằng nếu như mà giải thoát đó là cái nhìn vào bên trong chứ không phải đi đến một cái vùng đất khác này kia để là đó là gọi là giải thoát đâu. Cho nên họ phải nhìn vào bên trong và nhìn vào cái bản chất nguyên sơ của tất cả của các cái pháp, chứ không phải là cái việc mà giải thoát để đi chỗ này đi chỗ kia đó là giải thoát đâu. Cho nên là cũng có một vài người họ quan điểm như vậy. Cho nên để mà đạt được cái sự giải thoát đó thì họ không cần cái việc rằng mình sẽ làm hoặc là tu một cái gì đó quá hình thức, quá không có hợp với cái bản chất của mình đâu, mà mình chỉ cần mình chỉ cần nhận diện đúng cái bản chất của ngã, và bản chất của ngã đó chính là phạm thiên. Cho nên nếu như mà mình biết được rằng là mình chứng được rằng mình nhận diện ra được rằng cái bản chất của tôi,
của ngã đó với lại bản chất của phần thiên. Mình nhận diện được hai cái này chính là một, không có chia ra, không là bất phân với nhau, thì lúc đó mình đã nhận diện được cái bản chất của các pháp, hoặc là mình nhận diện được cái sự giải thoát. Nếu mà nói cái sự nhận thức ở đây nó không phải là cái sự mà mình được nhận diện tốt hoặc là mình thông minh hoặc này kia, nhưng mà nói được mình nhận diện được đó là nó liên quan tới cái việc rằng là một cái sự nhận diện và một cái đầu óc rất là, nó rất là đặc biệt, thì cái này gọi là Atma Vidaya hoặc là Brahma Vidaya. Cho nên nói rằng là sự nhận thức về cái ngã và sự nhận thức về cái phạm thiên, và phạm thiên này là nó không phải là cái sự nhận thức bình thường, mà là cần cái sự nhận thức rất là đặc biệt, cái sự nhận diện rất là đặc biệt để mà nhận diện được về cái vô ngã. Không, để nhận diện được về cái ngã này, mình sẽ nhận diện một cách rất là đặc biệt về bản thân mình, nhận diện được phạm thiên như thế nào. Và nếu như mà mình chỉ là ở cái phạm trù mình đức hạnh, mình tử tế thôi, thì nó không phải là cái phạm trù mình đã đạt được cái giải thoát đâu. Mà nếu dừng ở đó, dừng ở cái việc mình là một con người tốt, tử tế thôi, nó không đủ khả năng để mình đạt được giải thoát. Nên họ nói rằng là bắt buộc phải là nhập vào cái định của tất cả các pháp, bản chất của các pháp. Cho nên mình trên thân và khẩu, nó chỉ là cái sự đức hạnh trừ ở thân và khẩu thôi, nên nó không có đủ điều kiện để mà mình đạt được giải thoát. Mình phải nhận thức về như thế nào là phạm thiên, hoặc là nếu mà dùng cái tư tưởng của những người bình thường hiểu về phạm thiên như thế nào thì cũng không được, mà phải dùng cái tâm của mình. Mình phải cần phải vượt qua được cái việc rằng là các cái ngoại cảnh và cái ý thức được, nó được nhận thức như thế nào. Nếu như mà hai cái pháp này, ngoại cảnh và cái ý thức của mình vượt qua được hai cái phạm trù đó, và làm sao để mà mình có thể khẳng định được điều đó nó như thế nào, thì lúc đó mình mới có thể cảm, mình mới có thể thấy được rằng là cái sự luyện, cái tâm của mình nó đã vượt qua được. Và mình phải cần phải tu tâm và tu thân. Thì trong cái việc tu tâm và tu thân đó, và tu tâm và tu thân đó, thì trong cái kinh điển của Upanishad này, nó không thể nào rèn luyện được hết tất cả tinh thần của mình được. Cho nên rằng là trong Upanishad này, người ta dạy rất là nhiều về cái nhìn làm như thế nào, cái những cái hành động ở thế gian pháp. Và ví dụ như trong một số kinh điển, như là nói kinh điển của Upanishad á, họ dạy về năm giới nha, có nghĩa là khổ hạnh, rồi tapas, rồi dana, hoặc là ajava, ahimsa, bất bạo động, và sự chân thành và lòng từ bi. Và sau này thì trong sao có những bộ kinh sau này là như Nayasa, thì được khẳng định giống như là một cái yếu tố rất quan trọng để cho cái việc giải thoát. Đây là một trong những cái nhân duyên để mà trên cái cơ sở để cho mà mình đạt được cái sự giải thoát.
và không được bám chấp vào, dính mắc vào bất cứ cái pháp gì. Cho nên nếu như mà để làm được như vậy thì phải cần phải nhận diện được cái ngã của mình, cái tôi, và loại bỏ được những cái phiền não. Đó là cái điều mà mình mới có thể đạt được giải thoát. Và cái việc thực hành Dhyana là một cái tầng thiền và yoga là du dạ, và thiền và du dạ đó bắt buộc nó phải khổ tương cho nhau. Và hai cái sự thực hành này nó được kết hợp. Và nếu như mà hai cái này nó được kết hợp song vận với nhau thì là nó thể hiện được cái năng lực của thân và cái năng lực của tâm. Cho nên hai cái này kết hợp lại thì nó là Dhyana Yoga, là thiền và thiền du dạ. Thì điều này nó được hiểu như là cái sự kết hợp giữa sức mạnh của với sức mạnh của cơ thể và tinh thần. Nó giúp cho mình tránh được những cái phiền não nó quấy nhiễu, và cái tâm của mình nó sẽ bình an hơn. Và nói tóm lại thì họ đã nói những cái vấn đề như thế này là vì muốn cho con người cần phải tu tập. Nếu như mà tu tập những cái phương pháp như người ta nói như thế này thì là cái tâm nó sẽ hoạt động và cái tâm nó sẽ thay đổi. Và những cái từ của chữ ôm trong, hoặc là mình ngồi, mình thẳng lưng và ngồi, và khẳng định rằng để mình thực hiện những cái hoạt động, và người ta sẽ đi vào những cái khu rừng hoặc khu vải đất trống này để mình tu. Chẳng hạn như mình ngồi thẳng lưng lên và hít thở vào và trụ vào một cái chữ nào đó, chẳng hạn như cái chữ của Phạm Thiên hoặc là chữ ôm, và từ từ tu hành thì nó sẽ đạt được những cái trạng thái của Vidya, và nó làm cho mình phiền não của mình nó vơi đi. Và cũng như vậy, tất cả những cái nghiệp mà hồi nào tới giờ mình kiếp trước mình đã tạo ra thì nó sẽ tiêu nghiệp lần lần, và nó sẽ được tịnh nó hết, và tất cả các cái nghiệp nó chín mùi nó cũng sẽ bị những cái nghiệp dị thục nó cũng sẽ bị tiêu diệt, và cuối cùng thì mình sẽ đạt được giải thoát. Như cái việc mình mô tả hồi nãy tới giờ thì nó có rất là nhiều rất là nhiều kinh luận của Upanishad, nhưng có một vài cái bản kinh rất là cổ xưa, và ở đây chủ yếu nói về cái triết lý của kinh Vệ Đà. Và rất là nhiều bản kinh chỉ nói về triết lý kinh Vệ Đà thôi. Và họ nói rằng lúc đó các nhà học giả của ngoại đạo và rất là nhiều tư tưởng khác nhau của các học giả khác đều được ghi lại. Trong đó thì bởi vì rất là nhiều học giả được đưa ra ý kiến, cho nên rằng là nó có rất là nhiều cái tư tưởng khác nhau, và đôi lúc nó sẽ không có đồng ý nhau và bị trái ngược hoặc là mâu thuẫn về cái tư tưởng triết lý. Cho nên đây cũng là, và vào những cái thời kỳ cuối của Upanishads thì nó có rất là nhiều cái triết lý, bởi vì có rất là nhiều học giả cho nên rằng là nhiều cái triết lý.
và nhiều tư tưởng khác nhau, cho nên là nó xung đột, xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Tendi inju sana ta chi su ta ru tarbi chongwe kab li ya chub ta min ra mang bu shi chi yong gwa ge gyum zen di. Và cũng chính vì cái lý do đó mà chính vì cái lý do đó mà hiện tại thì có rất là nhiều cái tư tưởng triết học khác nhau. Cũng là vì cái thời kỳ Upanishad nó đã viết ra rất là nhiều cái tư tưởng khác nhau của các vị học giả ở tất cả các trường phái của ngoại đạo. Cho nên là bây giờ nó có những cái tư tưởng và triết học nó được phát sinh ra, và là được những cái tư tưởng triết học mới sinh ra nhằm để làm gì, để giải quyết hoặc là được giải thích rõ làm sao hồi xưa lại có được bị những cái tư tưởng nó mâu thuẫn nhau nhiều đến như vậy. Và tiếp theo đó là nói về những cái tư tưởng cái việc trong kinh Vệ Đà và trong kinh Vệ Đà và kinh Bà La Môn và kinh Upanishad, các cái thời điểm và cái thời gian và cũng như xuất xứ của những cái bản kinh văn này như thế nào. Cho nên cái nguồn gốc của kinh Vệ Đà đã bắt nguồn từ phía Tây Bắc Ấn Độ, là thuộc vùng Bản Sắc. Như hôm trước mình cũng đã nói rằng là vì là những cái người Aryan họ bắt đầu di cư từ hướng Bắc, mà đó là cái vùng Bản Sắc bây giờ. Và những cái bộ kinh khác, là ba bộ kinh khác, thì nó là cái bộ mà Atharvaveda được bắt nguồn từ cái vùng Varanasi ở phía đông bên Pháp, và các cái bộ của Upanishad thì bắt nguồn từ phía bắc và phía nam của Ấn Độ, và hai cái bộ sử thi lớn thì có nguồn gốc từ miền trung của Ấn Độ. Và trong những cái tư tưởng khác nhau đó thì nó là một cái điểm quan trọng, nó là giải thích các vị thần và nhận diện các vị thần, làm sao để mà mình nhận diện được các cái vị thần như thế nào. Thì trong kinh Vệ Đà nói rằng là họ nói rằng là các cái vị thần là như thế nào, đó là chỉ ở bên ngoài. Ở bên ngoài mình nhìn mình có thể thấy, và nó là một cái gì đó rất sắc tướng, mình có thể nhìn thấy và nhận diện được. Cho nên khi mà họ cúng dường thì họ cúng rất là dễ dàng. Nhưng mà cái vị thần đích thực nó là cái gì thì họ không bao giờ suy nghĩ được nhiều như vậy. Nhưng mà tới thời kỳ của cái bản kinh của Bà La Môn thì họ nói rằng là các vị thần nó như thế nào, thì họ nói rằng là các cái vị thần thực tế ở bên ngoài thì chỉ là nhìn bên ngoài, mình chỉ để có dùng để mình chỉ để nhận và thấy thôi. Nhưng mà các vị thần thực tế thì nó nằm ở phía trong, và nếu mình cúng dường, mình cúng tế lễ thì mình cúng các vị thần ở bên trong. Nhưng mà tới thời kỳ của Upanishad thì họ không quan trọng tới cái hình thức bên ngoài nữa, mà họ nói rằng là nếu như mà mình muốn tế lễ thì phải tế các vị thần từ bên trong của mình, các cái phần vị thần từ bên trong, và bản chất của cái vị sa đó thì mới có thể cúng tế được. Và các vị thần họ quan điểm khác nhau về các cái vị thần. Cho nên nếu mà nói rằng là bộ kinh văn này thì nó khác nhau hoàn toàn thì cũng không đúng. Cho nên là bên kinh điển của Bà La Môn thì họ truyền bá cái triết lý, và trong
của các cái nghi lễ trong kinh Vệ Đà và trong các cái kinh của Upanishad thì họ lại nghiên cứu ngược lại, họ lại nghiên cứu các cái tư tưởng triết học và giảng dạy theo cái tư tưởng trong Bà La Môn. Cho nên là nếu mà nói về cái việc mà sắp xếp các cái bộ kinh điển này theo cái thời gian thứ tự như thế nào thì cũng không đúng cái bố cục. Và có thỉnh thoảng thì một phần của Upanishad thì nó lại xuất hiện và đôi khi những cái lời của các cái bản kinh Bà La Môn nó lại xuất hiện ở trong cái bản kinh của Upanishad. Cho nên là mình cũng không có thể nào khẳng định được rằng cái thời gian và cái thứ tự của và bố cục của các cái bộ kinh nó như thế nào. Ở Ấn Độ thì các cái nước họ quan điểm rằng là những cái gì xuất hiện sớm hơn không nhất thiết phải là xuất hiện từ cái thời sớm nhất. Cho nên là họ nói rằng là những cái gì mà nó xuất hiện ở thế kỷ sau thì không nhất thiết nó không phải gọi là không có ở thế kỷ trước. Nên là họ quan điểm rất là lạ, cho nên một số bài thánh ca trong kinh Vệ Đà nó xuất hiện ở các cái thời của các cái Bà La Môn, hoặc là nó lại xuất hiện trong những bản kinh văn của Upanishad. Cho nên là nó dường như nó xuất hiện rất là trẩn lộn, nó không phải xuất hiện một cách rất là thứ tự, nó ra đời không phải là thứ tự. Cho nên là cái sự ra đời thỉnh thoảng có một vài bản kinh văn nó lại xuất hiện cùng cái thời điểm, cho nên là cũng không biết là bản kinh nào ra đời trước, nó rất là khó để mà xác định. Cho nên mình nói là mình cũng không thể nào nói rằng là những bản kinh văn của Bà La Môn nó ra trước hoặc là những cái bản kinh văn của Upanishad nó ra trước thì cũng rất là khó. Tuy là nó có thời kỳ nhưng mà nó không thể nào nương theo thời gian thì cũng không thể nào nói là bản kinh nào ra trước, ra đời trước bản kinh nào hết. Cho nên mình sẽ chia ra cái tạm thời, cái phạm trù, cái thời điểm, cái thời kỳ của kinh Vệ Đà, thời kỳ của cho nên là mình chia ra những cái thời kỳ của những cái bản kinh văn này với cái mục đích rằng là cái vị trí mà cái sự nó ảnh hưởng cái vị trí trong từng cái thời kỳ đó thì những cái bản bộ kinh này nó chiếm ưu thế hoặc là nó sự ảnh hưởng của nó nhiều nhất là như thế nào. Cho nên là mình chia ra là vì là trong cái thời kỳ của kinh Vệ Đà thì những cái bộ kinh nào nó sẽ chiếm ưu thế, và những trong thời kỳ của Bà La Môn thì những cái bộ kinh nào nó chiếm ưu thế, và những trong thời kỳ của Upanishad thì những cái bộ kinh nào nó sẽ chiếm ưu thế trong cái tư tưởng triết học của mình. Và tiếp theo đó là nói về hai cái bộ sử thi vĩ đại. Ta đi chế lệ, ta nhé ngọc xung xung bình yên tình, mô rưu xuyên. Ta chế lệ, rực chế chí mê thủy rộp gặp lệ, châm xí xí lệ kỳ nào. Hai cái bộ sử thi vĩ đại thì trong cái phần hậu Vệ Đà, thời kỳ hậu Vệ Đà, thì không chỉ dừng lại ở hai cái phạm trù khác, đó là Bà La Môn, kinh điển Bà La Môn và kinh điển của Upanishad, mà là nó có thêm hai cái bộ sử thi nữa. Và một nếu như mà trong một cái bản văn thơ đó nó chứa rất là nhiều cái tác phẩm văn học vĩ đại này kia. Và đây là những cái tác phẩm rất là
vĩ đại mang tính chất là ấn định cái lịch sử Ấn Độ. Nó có một cái vị thế rất là quan trọng. Và họ giải thích cho cái thuật ngữ nó được quý như những cái viên ngọc quý và không có cái nào thay thế được. Thì khai bản đó là tên hai cái bản kinh đó là Mahabharata và Yamayana. Có những người họ nghĩ rằng là họ sẽ hiểu rõ, rất là nhiều người biết về hai cái bản Mahabharata và Ramayana. Nhưng mà tôi sẽ không có nói về nhiều về hai cái bản sử thi này, thì nói chút chút sơ về nội dung thôi. Và cái bản sử thi đầu tiên đó là Mahabharata. Nếu mà nói về toàn bộ cái bộ sử thi này thì có khoảng 74.000 khổ thơ và nó có khoảng 1.800.000 từ. Và dường như so sánh với tất cả các bộ sử thi trên thế giới thì nó là dài thứ ba. Và nếu mà nói đứng thứ ba thì mình thấy là thứ nhất và thứ hai thì nó dài tới cỡ nào. Thì hai cái cuốn mà thứ nhất và thứ hai đó thì nó là hai cái bộ sử thi của Kesar, Linh Kesar. Kesar Kiều là những cái bộ sử thi của vị vua Kesar. Và cái bộ thứ hai, đứng thứ hai đó là Kirit. Và nói về cái câu chuyện của Manas. Đây là cái bộ sử thi dài thứ hai. Và dài thứ ba nó là Mahabharata. Và cái bộ Mahabharata, sử thi Mahabharata này nó dài như thế nào thì nó cũng rất là khó. Nếu như mà con người mình có thể đọc một cách liên tục không dừng nghỉ thì là đọc liên tục 2 tuần thì mới có thể hết cái bộ sử thi này. Nó rất là dài, bộ thơ rất là dài. Cho nên là cái bộ sử thi này nếu như mà được viết ra từ văn bản, viết xuống thì được viết vào khoảng từ thế kỷ thứ 3 tới thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Cho nên rất là nhiều. Cho nên tính ra khoảng bao nhiêu thế kỷ là từ 321 rồi 5 321 1235 thì chừng tới 800 năm. Mình tính ra mình thấy là nó tới 800 năm nó để viết ra được một cái bộ sử thi này, nó tính tới nó tốn tới 800 năm. Cho nên là vì nó rất là dài, như thời gian rất là dài như thế này. Cái thời gian nó dài như vậy thì rằng là mình có cơ sở để mình xác định rằng là không phải một người viết ra nó mà rất là nhiều cái thế hệ khác nhau. Nhưng mà lúc đầu thì những cái bản văn này, gọi là cái bản thơ này, sử thi này chỉ được truyền bằng miệng thôi chứ gọi là khẩu truyền thôi chứ chưa có những cái văn bản, chưa được ghi bằng văn bản, và sau này thì nó mới được ghi lại thôi. Và cái người mà viết bản đầu tiên mà viết ra thì cái tên là Trần Xuân Kiệp, là cái người mà Lâm Môn tên là Kiệp. Và viết bằng
là cái người gọi là vị thần Ganesh, vị thần mà có cái con vị thần Ganesh, vị thần Ganesh ở Ấn Độ, và cái vị Bà La Môn Gheba mới là người đọc ra, và cái vị thần Ganesh đó là người viết. Và những cái bản sử thi này nó quá dài, cho nên là người ta chỉ viết rất là nhanh và tốn rất là nhiều bút mực, cho nên là cái cây viết của vị thần Ganesh này họ viết rất là hết bút hết mực luôn, cho nên rằng là ông mới dùng tại vì ông này là một con voi, cho nên là ông mới lấy một cái ngà của mình ra làm viết và viết, cho nên là qua cái hình tướng đó mình thấy là các cái vị mà ở Ấn Độ thì họ mới nói rằng là trên cái mặt của cái vị thần này bên cạnh không có một cái chiếc ngà. Một bên không có một chiếc ngà, cho nên là họ mới nói rằng là vì là ông viết những cái bộ sử thi này lại, cho nên là ông bị mất đi một cái ngà để mà làm gì, lấy một cái ngà để làm gì, để mà làm viết viết những cái bộ sử thi này lại. Cho nên đây nó trở thành một cái bộ sử thi rất là quan trọng. Bible. Và nó là một trong những cái bản kinh văn vô cùng quan trọng trong cái văn học Ấn Độ, gọi là Bhagavad Gita. Và cái bản kinh văn Gita này nó là một trong những cái bộ kinh quan trọng trong Ấn giáo bây giờ, và dường như nó đã được dịch qua tiếng Tây Tạng, nhưng mà tôi không có biết. Và vào thế kỷ khoảng 20 thì ngài Kỳ Tuyên Shebel đã dịch qua tiếng Tây Tạng, và có tên rằng là Ben Lạch Tên Nạc Vô Lụ. Và cái bộ sử thi Mahabharata này không có được dịch hết qua tiếng Tây Tạng, bởi vì nó rất là dài. Nhưng mà chúng ta biết rằng là một người đọc không đọc liên tục thì nó tốn tới 2 tuần, thì là không thể nào mà dịch qua được hết tiếng Tây Tạng. Nhưng mà nó có một số văn bản được dịch qua bằng tiếng Tây Tạng. Thì vào thế kỷ thứ 9, ngài Benchen đời thứ vào thế kỷ thứ 9, vào thế kỷ thứ 20 mà ngài Benchen đời thứ 9, ngài đã dịch qua. Và có một cái vị học giả gọi là một nhà thơ rất là nổi tiếng tên là Swami Yudhishthira, thì ông rất là nổi tiếng, cho nên là ông đã lấy một trong những bộ một ít những cái phần nổi tiếng và quan trọng trong cái bộ sử thi Bharata này dịch qua. Và trong sử thi Mahabharata này nói rằng là người ta một người con trai của một con vua gọi là thái tử, và ông phải nối nghiệp của vua, nhưng mà ông phải nối nghiệp của vua, nhưng mà ông thấy được cái sự tội lỗi của
cha và anh của mình, nên ông rất là chán nản với cái đời sống này và ông bỏ đi và ông qua cái vùng Himalaya và đi tới cái vùng của chư thiên. Thì hồi xưa Ấn Độ và Tây Tạng họ quan điểm rằng là cái vùng của chư thiên là chỗ nào, đó là chắc có lẽ là có thể rằng là họ nói rằng là cái nơi mà chư thiên ở, cái vị thờ thần định ở đó chính là Tây Tạng. Cho nên họ nói rằng là vua Tây Tạng, có một cái vị vua đầu tiên của Tây Tạng, đó là Narasimha. Cho nên nói rằng là đây có phải Tây Tạng có phải là cái vùng của các vị thần, các chư thiên ở không thì mình cũng không biết rõ. Và cái bộ sử thi thứ hai đó là Ramayana, nếu mà tiếng Tây Tạng gọi là Kevo Trashugi Tokchu. Cái bộ sử thi này thì nó dài 24.000 khổ thơ. Và nó chỉ chiếm một phần giống trong cái bản như cái bản của Mahabharata thôi. Và cái viện này được ai viết ra, được cái vị tên Bà La Môn tên là Trokhar. Và nó ra đời khoảng năm 300 trước công nguyên. Và các vị có thể cũng đã biết về những cái bộ phim truyện hoặc là những cái giống như Tây Du Ký đó, nó được bộ phim Tây Du Ký này nó được truyền về phía Tây. Và họ quan điểm rằng là cái ông Tôn Ngộ Không này là hóa thân của Hanuman. Chúng ta sẽ giải lao và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Hai cái bộ sử thi Mahabharata và Ramayana. Nếu như mà so sánh hai cái bộ này thì khoảng cái bộ sử thi Mahabharata ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 13 trước công nguyên và trước chiến tranh. Và chủ yếu nói về các vị vua ở cái dòng tộc Đà Qua, nhưng mà con không biết là nói như thế nào, nhưng mà dòng tộc Đà Qua và ở gần các khu vực ở Delhi ngày nay. Và trong cái vùng đất, cái vùng lãnh thổ của Ayodhya thì chiến tranh xảy ra ở cái vùng này. Và một cuộc chiến tranh xảy ra vào khoảng thời điểm này. Và cái bộ sử thi Ramayana ra đời khoảng thế kỷ thứ 11 trước công nguyên và nói rằng là vào cái thời
cái bộ sử Tây Ramayana này có được ra đời, có được dịch qua tiếng Tây Tạng hay không? Thì nó là có vào thế kỷ thứ 9. Thì cái bản sử thi Ramayana này được dịch sang tiếng Tây Tạng. Và vào thế kỷ thứ 15 thì ngài Samsung Chuyang Trakpa, đây là một nhà thơ nổi tiếng, và ông đã dịch qua tiếng Tây Tạng. Và thời gian sau thì ngài Kỳ Tuyên Chư Bê đã tóm lược dịch cái bản Ramayana một cách tóm tắt. Nhưng mà sau này nó có hoàn thành hay không thì cũng không rõ lắm. Và sau đó thì đệ tử học trò của ngài Kỳ Tuyên Chư Bê có dịch, tức gọi là dịch tiếp theo cho nó hoàn chỉnh. Thì trong bộ này thì chúng ta có thể thấy ở tiếng Tây Tạng. Nhưng mà không có tìm ra một bản nào hoàn chỉnh hết. Và tôi có nghe rằng là sau này có một một số học giả dịch từ tiếng Hán, tiếng Hoa sang tiếng Tây Tạng. Khoảng 7-8 người tập trung lại dịch. Nhưng mà tôi chỉ nghe vậy thôi chứ cũng chưa có được cập cái bộ dịch, dịch cái bản sử thi này bao giờ. Và nói tới hai cái bộ sử thi này thì chúng ta chỉ nói như đó thôi. Còn nếu như mà trong tương lai có thời gian thì mình có thể nói tìm hiểu rộng ra hơn. Và tiếp theo cái bộ sử thi của Mahabharata, bộ sử thi trong cái thời đại này thì nói tới hai cái chủng tộc, một là chủng tộc Nhị Ma và hai là chủng tộc Đào Hoa. Thì hai cái thời đại này nó liên quan tới cái vương triều như thế nào? Cái vị vua vì hai cái triều đại của vua Nhị Ma Tần, vua vua Mật, vua Nhị Ma và vua Đào Hoa này là hai triều đại rất là lớn. Và trong Purana, đây là những cái bản kinh nói về các cái sự kiện từ thời xưa. Và những cái bản kinh này thì có một cái bản kinh Purana nói rằng là các cái câu chuyện của các cái vị vua và các cái vị vương hầu đó là như thế nào, và dường như được ghi lại tất cả trong những cái bản kinh Purana. Và trong Mahabharata thì cái ông vua Bharata này có một người con trai tên là, có hai người con trai tên là Dita và một vị tên là Bandhu. Và hai vị này không có hòa đồng với nhau, hòa hợp với nhau, và xảy ra rất là nhiều ở cái xung đột. Và ở cái vùng, và sau đó thì hai người con này mới hình thành hai cái dòng khác nhau. Và cái vị một người tên là Manu là một trong những dòng tộc của các cái vị hai vị vua, và được coi như là cái người mà gây ra những cái chiến tranh. Thì trong những cái bản kinh văn của Purana, và trong những cái bản kinh văn của Purana thì người ta nói rằng là hai cái vị vua này đấu tranh với nhau thì có tới 93 thành viên.
và là 93 người trong dòng tộc của vị vua Nhì Ma và 45 người trong dòng tộc của vị vua Tào Hoa này chiến tranh với nhau. Và trong các cái bản kinh của Phật giáo thì là Đức Phật Thích Ca thuộc dòng của vị vua Nhì Ma. Thì mình không có rõ ràng, nhưng mà trong những cái bản kinh, bản luận giải của Ngài Long Thọ, trong cái bản là trong tiếng Hoa gọi là Đại Trí Độ Luận, là một cái bản bộ luận giải viết về Bát Nhã. Và trong này thì có đề cập tới cái việc rằng là và nói rằng là Đức Phật Thích Ca thuộc cái dòng Surya Vamsa, có nghĩa là dòng dòng của dòng tộc của vua Nhi Ma. Nhi Ma là một trời. Cho nên rằng là vì Đức Phật là một trong những người thuộc dòng dõi Nhi Ma, cho nên gọi Đức Phật là Nhì Mê Nhiên. Và trong tiếng Bali thì có bộ kinh tên là Sutriya Nipata. Trong tiếng Pali thì có bộ kinh là Sutta Nipata, là kinh Tổ Triva, kinh Trung Bộ, kinh và một trong hai bộ kinh Rap Từ Súng Quỳ Sĩ Về Tô hoặc là Tổ Triva, là hai cái bộ kinh này đều nhắc tới cái việc Đức Phật Gautama sau khi mà Đức Phật sau khi Đức Phật Đức Phật xuất gia và trở về cái thành Kapilavastu, thì ông đến Saravati và gặp vị vua Bình Sa Vương Bimisara của nước Ma Kiệt Đà. Thì trong lúc mà đang đi từ trên đường thì Đức Phật mới nói rằng là gặp cái vị vua Bình Sa Vương này mày, và nói như thế này, nói rằng là tổ tiên của tôi là một cái dòng tộc Nhì Ma, tôi sinh ra trong gia tộc Sakya, tôi đã rời khỏi cái cương vị của mình và từ bỏ đi những cái ham muốn của thế gian. Thì trong cái câu này nói rằng là ông Đức Phật thuộc cái dòng dõi là dòng tộc, mà dòng tộc gọi là dân tộc, thuộc là dòng tộc Nhì Ma, và trong gọi là thống chữ là dòng họ Sakya. Và nói tới cái dòng tộc của Đức Phật là dòng tộc của Nhì Ma, nghĩa là dòng tộc của mặt trời Ikkyaku. Đâu, cái đoạn này thì con cũng không có không hiểu luôn. Ý nói là từ cái thời của Đức Phật có một cái dòng dòng tộc của Đức Phật và có hậu duệ, thì vị vua tên là Ivaku. Và thời đó thì có rất là nhiều người họ làm nông nghiệp và ruộng đồng,
và tất cả những cái dòng tộc này được đặt trong một cái tên là Sakya. Và sau này thì người các cái vị học giả họ nói rằng là tất cả những người mà làm nông nghiệp đó thì họ đặt cho cái tên là cái dòng dõi Sakya và bởi vì nó liên quan tới cái dòng mặt trời, bởi vì là người ta làm nhà nông, làm nông nông nghiệp và ruộng đồng, cho nên người ta thờ cái vị thần mặt trời, cho nên là có thể rằng là trong cái thời đại của dòng họ thích lại hình như không có phải là một cái vị dòng dõi của vương giả, mà là họ thuộc cái dòng dõi rất là tin tưởng vào các cái vị thần. Bởi vì cái thời xưa những cái người mà dòng Aryan họ cũng tin về các vị thần rất là nhiều. Cho nên các cái vị học giả Nhật Bản Miyasaka Yusa, ông mới nói rằng là Đức Phật thuộc dòng dõi Nhima, và nói chung đạo Phật Đức Phật sinh ra từ cái dòng dõi của Nhima và còn truyền bá lại những cái lúc mà đạo Phật được truyền thừa và mật chú này, thì Đức Phật Thích Ca được xem giống như là Đại Nhật Như Lai. Varojana. Và người ta xem Đức Phật Thích Ca giống như là Đức Phật Đại Nhật Như Lai, chính là có thể là trong Đại Thừa và Mật Thừa thì nói Đức Phật rằng Đức Phật là một vị Đại Nhật Như Lai, cho nên có thể nó có một cái sự liên kết rất là có thể đây là cái sự liên kết giữa Đức Phật và Đức Phật Đại Nhật Như Lai. Chúng ta có thể phỏng đoán như vậy. Và hôm nay thì nói về cái nguồn gốc của Đức Phật nương dựa trên hai cái bộ sử thi, nó liên hệ như thế nào, và Đức Phật tại sao lại là dòng dõi Nhima, và chính vì nhờ nương nơi cái dòng dõi của cái vị vua Nhima này mà Đức Phật có những cái tên liên quan tới mặt trời nhiều. Và bên cạnh đó thì chúng ta nói về giai cấp xã hội trong thời đại Ấn Độ thời xưa, và nói tới cái giai cấp của Ấn Độ thì thời của Ấn Độ cổ đại, Đức Phật thuộc cái dòng đẳng cấp là dòng sắc đế lợi, là dòng dõi vua chúa. Hôm trước chúng ta đã nói một chút xíu về các cái giai cấp ở Ấn Độ, nhưng mà tôi nghĩ rằng là hôm nay mình có thể đi sâu và đi chi tiết hơn về các cái giai cấp của xã hội của Ấn Độ thời xưa, bởi vì rằng là nhìn một cái góc độ nào đó thì là giai cấp trong xã hội Ấn Độ rất là quan trọng, và nó nói lên cái bản chất của cái xã hội Ấn Độ thời bây giờ và trong xã hội nó được phân hóa như thế nào, thì đều là cái sự thể hiện qua giai cấp xã hội thời đó. Nếu như mà mình không hiểu được các cái giai cấp xã hội trong Ấn Độ thời đó thì mình cũng không thể nào hiểu cái xã hội Ấn Độ một cách
tổng quan hết. Và đặc biệt là cái chủ đề cũng giống như cái sự cái đẳng cấp và cái trình độ cũng như tình hình phong tục tập quán của cái xã hội thời đó nó như thế nào. Nếu mà mình không có biết rõ thì chắc chắn mình sẽ không biết được rằng là giáo lý của Đức Phật có ảnh hưởng như thế nào. Nếu như mà mình hiểu rõ các giai cấp của Ấn Độ thời đó thì chắc chắn mình sẽ biết được rằng giáo lý của Đức Phật nó ảnh hưởng như thế nào và nó chịu cái tầm ảnh hưởng như thế nào so với các cái tôn giáo khác hoặc là các cái đạo khác. Nói về cái giai cấp xã hội thì giống như hồi xưa mình có nói rằng là Ấn Độ vào khoảng rất là nhiều năm về trước vào rất nhiều năm về trước thì Ấn Độ rất là khó cái địa lý của Ấn Độ nó rất là khó để các nước khác nó thâm nhập vào. Và mặt khác thì nói về cái xã hội cũng như cái đẳng cấp của Ấn Độ để mà nó bị ảnh hưởng bởi những nước khác thì rất là khó. Cho nên để du nhập vào Ấn Độ thì chỉ có khoảng một vài con đường mới có thể đi vào được và có thể liên hệ được với thế giới bên ngoài cũng như là từ bên trong nước Ấn Độ mà phát triển ra. Cho nên nó trở thành một cái gì đó rất là quý hiếm. Và trong cái điều kiện địa lý như thế này thì nó có hai cái mặt, một mặt xấu và một mặt tốt. Nếu như mà nói ở cái góc độ mặt tốt thì là Ấn Độ là một cái vùng đất rất là phì nhiêu và đất đai rất là tốt để mà cái con người họ sống có thể hòa bình và không có cái sự xung đột xảy ra. Cho nên là đây là một cái nơi mà để các cái nền văn minh Ấn Độ có thể phát triển và hình thành. Bởi vì con người sống hạnh phúc và điều kiện tự nhiên, điều kiện thuận lợi về kinh tế cũng rất là phát triển thì nó có dễ dàng hình thành những cái loại tư tưởng, cái hình thức tư tưởng và những quan điểm khác nhau và có thể dễ dàng truyền bá. Chứ nếu như mà mình sống ở một cái nơi khó khăn về xã hội, kinh tế, văn hóa, đi lại thì con người ăn uống cũng không đủ thì làm sao có thể phát triển được cái nền văn minh và cái tư tưởng triết lý được. Cho nên là nó phải đủ những cái cơ sở, những cái vật chất căn bản rồi thì con người mới có đủ thời gian, đủ công sức và thời gian trí tuệ thì mới nghĩ tới cái việc khác. Cho nên đây là một trong những cái điều kiện, cái chứng minh cho cái việc rằng hồi xưa cái quan điểm và tư tưởng nó được hình thành trên một cái nền văn hóa rất là đầy đủ và một cái nền rất là tự do. Và nếu mà tính về cái mặt xấu, cái mặt tiêu cực thì nó là cái xã hội được bị phân biệt bởi những người da màu và các cái chủng tộc da trắng, da đen và chiến tranh và phân biệt da trắng, da đen, chủng tộc và nó xảy ra rất nhiều cái xung đột. Cho nên nếu mà mình nói một cách rất đơn giản thì cái chữ mà giai cấp đó, đẳng cấp đó là tiếng Phạn gọi là Varana. Varana, cái nghĩa đầu tiên của nó. Cái nghĩa đầu tiên sau này thì nó cái nghĩa của chữ Varana này nó thay đổi nhưng mà từ cái nghĩa đầu tiên nó có nghĩa là màu sắc. Màu sắc trắng đen đó thì nó thuộc cái nghĩa nó là màu sắc.
Và khi mà người ta nói tới cái chữ Varna là màu sắc này là vì lý do gì? Vì sau khi những người Aryan họ di cư vào Ấn Độ thì cái màu da của họ rất trắng hơn và so với màu da của những người Ấn Độ. Cho nên họ phân biệt với nhau bằng cái màu sắc của da. Nên là tôi là người Aryan, còn ông ấy không phải là người Aryan, cho nên là phân biệt bằng cái màu da, là một bên thì màu trắng, một bên là da đen. Nên họ dùng cái đó để họ phân biệt. Và ai là người dùng những cái tên gọi như thế này, có nghĩa là những người Aryan họ dùng, chứ còn người bản địa họ không dùng. Và sau đó thì những người da trắng họ dùng cái những cái chức danh này, họ gọi cho những người da đen luôn. Cho nên chính vì vậy mà cái chữ giai cấp, cái chữ Varna này họ dùng để phân biệt giữa người Aryan và người bản địa. Và lúc đầu thì cái bước đầu tiên, cái lúc mà mới sơ khai, lúc đầu dùng cái từ như thế nào đó, dùng từ giai cấp như thế nào đó. Và sau đó thì vào thế kỷ sau đó, vào ngoài thế kỷ thứ 20, 21 thì nó không, cái chữ đó nó không nằm ở cái phạm trù là màu da nữa, mà là nó phân biệt giữa cái sự khác nhau giữa các màu sắc trên thế giới. Và nếu ai dùng cái từ như là người Aryan cái màu sắc tươi sáng, hoặc những người da trắng thì là họ tốt và cao hơn một bậc, và những cái người mà bản địa mang di thì họ thuộc cái sắc tộc màu đen, thì họ có một cái gì đó thấp hơn một bậc và nô lệ hơn. Những người Aryan, bây giờ mình trở lại với những người Aryan rồi, bởi vì không thể nào không nhắc tới người Aryan hết. Như hôm trước đã nói rằng là người Aryan thì họ bắt nguồn từ đâu, là họ bắt nguồn từ vùng Trung Á, họ đến Ấn Độ như một cái bộ lạc nhỏ nhỏ, riêng bộ lạc nhỏ nhỏ trong bao nhiêu năm đó, vài năm, từ từ họ di cư tới Ấn Độ. Trong vòng bao nhiêu năm đó họ mới có thể tụ gọi là di cư số nhiều được, chứ không phải là một ngày hai ngày đâu. Cho nên chính vì họ đi riêng lẻ, họ di cư riêng lẻ và một cái bộ lạc riêng, cho nên rằng là nó có rất là nhiều dân tộc họ đi di cư với nhau, chứ không phải là nằm ở một cái phương diện chỉ một dân tộc. Cho nên là bây giờ thì mình thấy có những người nước ngoài thì họ đi rất nhiều, nhưng mà mình không thể nào nói rằng là đây là những người chúng ta dùng từ nước ngoài, cho nên rằng là những người nước ngoài đó họ tới nước mình thì mình chỉ dùng từ nước ngoài thôi, chứ chữ nước ngoài đó nó bao hàm rất là nhiều ở đất nước khác nhau, chẳng hạn như nước ở châu Âu, châu Á hoặc là châu Phi này kia. Cho nên là cái chữ nước ngoài thì nó không phải là một người nước ngoài, thì không phải nằm ở một cái việc rằng là một cái chủng tộc nào đó. Cho nên là mình so với người Ấn Độ thời đó, người địa phương thời đó thì họ dùng là Aryan thôi, nhưng mà trong đó lại có rất là nhiều dân tộc với nhau, một nhiều cái dân tộc khác nhau, chứ không phải là một dân tộc thôi. Nên các nhà nghiên cứu sau này thì họ đã cung cấp những cái bằng chứng nói rằng là đó không phải là Aryan, không phải là một dân tộc duy nhất mà rất là nhiều dân tộc. Cho nên những gì mà nói về đẳng cấp ở Ấn Độ đó thì dường như nó nói một cái như cái ý nghĩa của một những cái nhóm dân tộc khác nhau. Và chúng ta nói về cái chữ dân tộc và những cái đẳng cấp
của xã hội, trong xã hội Ấn Độ thì bây giờ nó rất là khác nhau. Nó khác như thế nào thì mình phải hiểu như thế nào cho nó không bị hiểu nhầm. Cho nên là những người Aryan không phải là một nhóm dân tộc duy nhất, mà là một một loại, một chủng tộc, mà là nó và các cái giai cấp Bà La Môn và sắc đế lợi thì nó cũng không dựa trên cái dân tộc hoặc là sắc tộc với nhau, mà họ đã dùng như thế nào hôm trước thì mình cũng hôm trước thì mình cũng có nhắc tới, đó là các cái vùng dân tộc gọi là dân tộc Aryan thì vì là cái công việc của, đặc thù công việc của họ mà phân ra cái đẳng cấp khác nhau. Chẳng hạn như những người mà chuyên gia về các việc cúng tế thì gọi là giai cấp Bà La Môn, và những người vua và quân đội thì thuộc trong sắc đế lợi, và những người dân thường và những người thương buôn thì gọi là giai cấp gọi thương gia. Còn những cái người mà giai cấp nô lệ thì những cái giai cấp rất là nghèo, và những cái người Aryan họ gọi những cái người trong dân tộc không thuộc Aryan đó thì họ dùng là cái từ giai cấp nô lệ, cho nên là họ rất là khinh thường. Và những người trong giai cấp nô lệ này dường như chỉ sinh ra là để cho người khác khinh thường. Cho nên từ những cái giai cấp này, những cái giai cấp này thì nó trong quá khứ thì nó đã xảy ra rất nhiều cái xung đột như chiến tranh giữa các cái dân tộc với nhau, cho nên là nó không có cái sự hòa đồng giữa các cái giai cấp, giữa cái dân tộc này, cho nên nó sinh ra các cái giai cấp. Và sau cùng thì các cái dân tộc Aryan nó được phát triển và nó lan rộng ra, và cái sự phân hóa về giai cấp nó được phân biệt rất là rõ ràng. Chứ hồi xưa thì chỉ có cái tên là về giai cấp thôi, chứ thực ra nó không có một cái gì đó quyết định chắc chắn hoặc là khẳng định rằng như thế nào, thì hồi xưa không có. Và sau khi nào thì nó có cái sự phân hóa và phân biệt rõ ràng về giai cấp đó, nghĩa là từ cái thời sau thời kỳ hậu Vệ Đà, là cái thời kỳ cuối của thời kỳ Vệ Đà đó mới được phân biệt rõ ràng mà thôi. Và giải thích sơ lược về cái giai cấp với nhau thì đầu tiên đó là Bà La Môn, giai cấp Bà La Môn. Giai cấp Bà La Môn có nghĩa là gì? Là những cái người chuyên thực hiện các cái nghi lễ cúng kiến. Thì những cái giáo sĩ Bà La Môn này thì cũng không có gì đặc biệt về cái nghi lễ nào, và những cái người mà đặc biệt thực hiện về những cái nghi lễ đó chứ không phải là những người bình thường. Cho nên là ban đầu thì cha truyền con nối, chẳng hạn như người cha là một cái vị giáo sĩ cúng kiến thì người con sẽ được truyền lại, và lâu dần nó hình thành một cái giai cấp Bà La Môn luôn, cho nên nó được cha truyền từ người này sang người kia. Vào cuối thời kỳ của Vệ Đà thì các cái nghi thức này nó trở nên rất là phức tạp, và thêm vào đó những cái quốc vương, cái vương quốc nó hùng mạnh và nó phát triển rất mạnh, cho nên họ có rất là nhiều tiền, và họ cố tình làm cho những cái nghi thức này nó phức tạp hơn, và nó cúng kiến một cách rất là phức tạp và hệ thống. Họ trở thành 1-2 tháng, một cái tế lễ của họ là từ 1-2 tháng, rất là liên tục và rất là lâu, cho nên rằng là hết nước này tới nước nọ.
thì bắt buộc phải có những cái người mà thực hiện những cái nghi lễ này, chứ không phải ai cũng làm được. Cho nên chỉ có những cái người chuyên gia cúng kiến, cúng tế cái thời xưa họ mới biết được cái cách làm, và họ mới có thể làm được. Và từ từ lâu dần thì những cái người này họ trở thành quan trọng trong xã hội, và nó khác hơn những người bình thường. Và các cái vị và dân chúng thì người ta nhìn nhận những cái người này là một cái những người rất là khác thường, và họ một cái gì đó rất là đặc biệt. Và họ tự nghĩ rằng là những cái nghi thức, nghi lễ này nó rất là phức tạp, cho nên là nếu như mà có cái việc cúng kiến gì thì phải giao cho những cái người biết hơn, đó là những cái người giáo sĩ này họ đảm nhiệm. Và lâu ngày thì các cái đất nước, các cái vương quốc nhỏ nhỏ, các cái đất nước nhỏ nhỏ với nhau, họ lan truyền những cái câu chuyện, hoặc là những cái câu chuyện đúng hoặc không đúng thì mình không biết, nhưng mà nó xảy ra rất là nhiều cái câu chuyện xảy ra với nhau để mà người ta phân biệt đây là giai cấp Bà La Môn. Thì lâu ngày nó thì cái giai cấp Bà La Môn nó trở thành quan trọng, và nó là cái nguồn gốc chính để mà bị phân biệt. Cho nên là họ lâu ngày tự nhiên nó hình thành rằng là đây là một trong những người có gọi là cầm đầu về các cái tôn giáo, và mọi thứ về liên quan tới tôn giáo, liên quan tới pháp thì họ đều là những người có quyền hành. Cho nên rằng là các cái vị giáo sĩ mà cúng này, họ trở thành những cái người kết nối giữa các cái vị thần và con người. Cho nên rằng là các cái vị này, các cái vị thầy cúng này, các cái vị giáo sĩ này, họ trở thành rất là quan trọng. Chẳng hạn như là con người, chẳng hạn như con người và thần thánh được liên hệ với nhau như thế nào, như liên hệ với nhau bởi vị thần. Cũng giống như thời nay mình muốn gọi điện thoại thì phải cần cái điện thoại, và các vị giáo sĩ này được ví như cái điện thoại vậy. Mà cho nên là cái điện thoại thì có ở đâu, có ở trong tay của các vị giáo sĩ này, cho nên là lâu ngày họ trở thành rất là quan trọng và được ví như những vị thần sống. Thì ai sau đó là những người Bà La Môn. Và trong cái bản kinh của Bà La Môn thì bản kinh tên là Satapatha Brahmana, là họ trong bản kinh này nói rằng là các cái vị thần có hai loại thần khác nhau. Một là các vị thần chuyên để nhận các cái vật cúng tế, còn các vị khác là các vị thần mà là người để cho con người tế lễ, để cho con người mình thờ lễ. Cho nên là các một vị nào đó họ nói rằng là cho dù rằng là có sự trí tuệ hay thì không, thì các cái người Bà La Môn này là một trong những vị thần sống, một vị thần rất là vĩ đại. Cho nên là tuy không phải là một Bà La Môn thực sự, nhưng mà họ đã trở thành những cái vị Bà La Môn để mà làm lễ tế thần, và có những cái phẩm chất rất là đặc biệt, giống như là họ cần phải có được cái giọng nói rất là hay, và cái nước da đẹp, và cái dáng người đẹp, hoặc là người không phải là những người gọi là xấu xí như là mũi tẹt hoặc là mắt lé này kia đâu. Và cái việc phải là những người có thâm niên, là những người lớn tuổi, và những người cái thứ tư là những người có được các cái điều kiện đó. Là phải có học vấn này, phải có
cái phải có hạnh kiểm. Và những người thích làm những cái việc thiện, nó có rất là nhiều cái điều kiện để trở thành một vị Bà La Môn. Cho nên là trong cuộc đời của họ phải trải qua rất là nhiều cái luật lệ, và họ phải làm rất là nhiều, và họ phải có cái trách nhiệm rất là cái nhiều cái trách nhiệm và cái nhiệm vụ khác nhau. Cho nên để trở thành một vị Bà La Môn không phải là dễ. Và cái chữ Bà La Môn Brahman này bắt đầu từ đâu? Đầu tiên thì cái chữ Bà La Môn này hồi xưa hôm trước có đề cập tới bốn cái vị thầy tế lễ đó, thì ở cái vị cuối cùng đó tên là Brahman, thì họ giải thích rằng là Brahman sau đó thì họ nói rằng là Brahman có nghĩa là con của vị thần Phạm Thiên. Và hồi xưa sau này nó giải thích một cái ý nghĩa rất là sang trọng như vậy, chứ hồi xưa thì không có. Và từ từ thì nó hình thành và nó làm cho gọi là nó thần thánh hóa vấn đề lên, chứ còn hồi xưa thì không có những cái từ như thế này. Và giai cấp thứ hai đó là giai cấp sắc tế lợi, và trong tiếng Tây Tạng gọi là Girik. Girik có nghĩa là giai cấp vua chúa thôi, và tiếng Tây Tạng thì nói như vậy, nhưng mà so với tiếng Phạn thì là Kshatriya. Kshatriya thì không chỉ ở một cái phạm trù của vua hoàng gia không, mà là nói tới là các vị lãnh đạo hoặc là trong quân đội đều thuộc là giai cấp hoàng trị, giai cấp sắc tế lợi này. Và vì sao? Vì rằng nó nương theo cái công việc của các vị này để mà nó phân hóa. Và hồi xưa là lúc đó thì cái chữ mà giai cấp sắc tế lợi là các vị vua này có dù có nói hay không thì họ cũng chỉ là một cái người mà lãnh đạo cái giai cấp của họ thôi, lãnh đạo cái dòng tộc của họ thôi, chứ không phải là như một cái tên của một vị vua như mình hiểu là cái vị vua mà có đầy quyền lực hay này kia, là không phải. Nhưng mà sau này khi mà các cái người Aryan họ di cư về cái dòng cái việc cái lưu vực sông Hồng thì dân số nó bắt đầu tăng lên và cái lãnh thổ của họ nó cũng rộng dần. Và cũng vì vậy mà các cái vị mà lãnh đạo hoặc là các cái vị mà tộc trưởng đó, họ cũng có cái quyền của họ nó cũng càng to hơn và cái thứ hạng thì nó cũng cao hơn. Chắc cho nên là đây là cái sự khởi đầu hoặc là bắt đầu từ cái giai cấp sắc đế lợi. Và cái từ Kshatriya có nghĩa là quyền lực. Bởi vì rằng nó có nghĩa là quyền lực, cho nên là hồi xưa chắc có lẽ là đây là những cái vị lãnh thủ lĩnh và những người lính này là họ có cái quyền, chủ yếu là các cái vị vua này họ có quyền lực để mà tham gia những cái hoạt động quân sự hoặc là chính trị. Và đây là những công việc chính của họ. Và thứ ba đó là giai cấp thương gia, dân thường. Cái tên tiếng Phạn gọi là Vishaya, là những người bình thường. Những giai cấp thương gia, nhưng mà chủ yếu là nói về những cái người bình dân là nhiều.
Đây là những người bình dân như những người làm nông hoặc là những cái người thủ công, công nghiệp, buôn bán hoặc là những người thuộc về sản xuất này kia. Thì trong này có chữ Visaya thì có cái chữ Vis thì dường như nó thuộc cái chữ rằng là bình thường, dân thường. Thì hôm trước chúng ta đã nói, chúng ta có nhắc tới cái giai cấp nô lệ. Thì giai cấp nô lệ này thì họ làm cái gì? Có nghĩa là họ là một trong những người nô lệ dành cho ba cái giai cấp trước: Bà La Môn, Sắc Đế Lợi và Thương Gia. Thì họ chỉ sinh ra chỉ để làm dân thường thôi, cho nên là những người này họ không có quyền lực về cái chữ mà dân, cái chữ mà nô lệ đó. Thì nó có nghĩa rằng là một đời sinh ra một đời, thì có nghĩa rằng là vì họ được quá khinh thường, họ bị khinh thường cho nên là chỉ sinh ra để phục vụ cho ba cái giai cấp trước, và họ cũng không có năng lực làm bất cứ một cái việc gì như cúng lễ hay cúng tể gì hết. Và dù làm người nhưng mà không có quyền tự do và chỉ để phục vụ những cái giai cấp trước mà thôi. Và cái sự phân biệt giai cấp này nó bắt đầu như thế nào? Thì nó rất là dễ dàng, có nghĩa là nó được nó ra đời bằng cái việc việc là mình phân biệt cái công việc khác nhau, cho nên là nó ra đời cái việc phân biệt giai cấp. Và trong những cái bản trong cái thần thoại hoặc là trong cái bản kinh văn thì nói rất là nhiều về cái cách mà các cái giai cấp này nó được ra đời như thế nào, nó nhắc tới rất là nhiều. Vì nó không nói rõ về cái việc là cái phân sự phân biệt giai cấp này nó ra đời như thế nào, nó không có nói rõ, nhưng mà nó nhấn mạnh về cái việc cái thần thoại hoặc là cái câu chuyện thời xưa nó như thế nào thôi. Và sau này khi mà các cái vị mà nghiên cứu thì họ nói rằng là không có được họ không có nói rõ về các cái lý do tại sao cái sự phân hóa giai cấp này nó bị lâu dài như vậy. Thì trong cái bản kinh Vayu Purana thì nói rằng là lúc đầu thì không có cái sự phân biệt giai cấp, nhưng mà do các cái vị Bà La Môn đó họ phân biệt ra để là phân phối cái công việc khác nhau thôi, chứ không phải là để phân biệt cái giai cấp. Và trong hai cái bản sử thi Mahabharata và Ramayana thì họ nói rằng là ôi, các cái vị Bà La Môn thì sinh ra từ các cái bộ phận của cái cơ thể, các cái giai cấp này thì họ được sinh ra từ các cái bộ phận của cơ thể, cũng giống như là họ không có đưa ra những cái ví dụ như thế nào, nhưng mà họ đưa ra những cái nghĩa luôn. Trong họ nói rằng là các cái vị từ bà giai cấp Bà La Môn và Sắc Đế Lợi lúc nào cũng xảy ra được những cái xung đột hết. Và kể trong cái và hôm trước nói tới giai cấp của Bà La Môn thì có hai người rất là nổi tiếng, hai người Bà La Môn rất là nổi tiếng mà con không nhớ nói hai cái tên vai vị này. Lúc nào hai người cũng xảy ra rất là nhiều cái xung đột,
một người là thuộc về dòng dõi Bà La Môn, còn một người thì thuộc dòng dõi Sát Đế Lợi, cho nên là lúc nào cũng xảy ra cái xung đột vì cái sự phân biệt giai cấp. Và chính vì vậy mà xảy ra những cái xung đột. Bởi vì sao? Vì lúc nào các cái vị Bà La Môn lúc nào họ cũng tranh giành, họ muốn rằng là họ là một trong những người có cái địa vị tối cao, và cho nên họ lúc nào họ cũng muốn tranh giành được như vậy, cho nên rằng là cái sự xung đột lúc nào nó cũng xảy ra giữa hai cái giai cấp này. Và chúng ta sẽ nói tóm được về cái giai cấp Bà La Môn như thế nào. Ta chúng tôi được giải quyết đó, ta chấm xí thủy lực bên chúng tôi được giải quyết đó. Ta chúng tôi được giải quyết như sau này, ta như thế nào? Ta tham si ta tham si thủy lập sanh ra đó cấp địa chủ sanh ta khanda rije chim. Và thời kỳ của Bà La Môn giáo hoặc là thời kỳ hậu Vệ Đà, và dường như đây là một cái thời kỳ quan trọng trong Ấn Độ, trong lịch sử Ấn Độ, trong hoặc là trong thời đại của Ấn Độ. Thì cái thời kỳ này rất là văn minh và có ban ngày thì có điện đường, rồi nhiều ngôi nhà trang trí rất là trang hoàng, và cung điện hoàng gia thì rất là đẹp, và con người thì rất là có thiện cảm với vua, và cái việc nông thôn cũng được cải thiện. Và những cái người giống như công an, cảnh sát thì rất là nghiêm túc, và cái luật lệ nó cũng được rất là được tuân thủ rất là tốt. Ai cũng tôn trọng luật pháp, và cái công lý hoặc cái sự trừng phạt nó rất là man rợ. Ví dụ như một người có tội thì phải dùng cái sắt nó rất là gọi là gì cái dùng cái tay của con người và chạm vào cái sắt nóng, nếu như mà cái tay nó bỏng thì là người này có tội, và người này không bị bỏng tay thì là người đó không bị có tội. Và nếu như mà ai mà bị bỏng tay thì người không có tội cũng thành có tội, cho nên là một cái phong tục là rất là sợ, rất là man rợ. Đặc biệt thì trong cái cung điện thì giống như là cái nơi để mà giáo dục vậy. Dường như cung điện hoàng gia nó rất là rộng rãi, và con người có thể ở trong đó, mọi người có thể ở trong đó học tập, và có cái vị học giả hay những người có kiến thức đó, họ được tụ họp lại và thảo luận với nhau. Và đó là cái nơi để mà con người có thể, các vị có trình độ họ có thể trao đổi qua lại, và họ có thể tổ chức những cái buổi họp lớn, hoặc là mời rất là nhiều các vị học giả tụ họp lại để mà thảo luận về các vấn đề như là các cái nghi lễ hiến tế, hoặc
hoặc là ý thức của mình nó được tái sanh và kiếp sau như thế nào, hoặc là các vị thần như thế nào, hoặc là cái thế gian, cái như là địa lý thế gian, địa lý tự nhiên nó như thế nào, vân vân, tất cả mọi thứ đều được tổ chức tại trong cung điện. Cho nên những cái người cũng có một vài cái vị mà thầy cúng tế các vị giáo sĩ, họ có trường học riêng của họ, hoặc là họ có thể tổ chức những cái lớp học riêng, và cũng có một vài vị học giả họ vào họ sống cô độc. Các cái vị một vài vị Bà La Môn họ sống cô độc trong rừng, và cũng vậy, hoặc là họ có những cái người học trò ở bên cạnh của họ, sẵn sàng có thể ghi chép lại tất cả những cái gì họ kinh nghiệm, hoặc là những cái gì mà họ thấy họ biết ra, thì các cái vị học sinh học trò này sẽ ghi lại, sẽ chịu trách nhiệm ghi lại nhằm với cái mục đích là có thể truyền lại các cái đời sau để hiểu được rằng là cuộc sống của các vị này là như vậy. Và trong cái thời kỳ của Bà La Môn thì ở thời kỳ trước ấy, thì nó đã phát triển rất là lớn, và trong cái phương diện dân làng hoặc là gia đình xã hội thì được phân hóa, gọi là phân biệt rõ ràng cái trách nhiệm của mỗi người nó là cái gì. Nó phân tích rất là rõ ràng. Và những cái công việc riêng của từng người, cho nên đây cũng là một cái bằng chứng để chúng ta có thể thấy được rằng đây là cái công việc của họ như thế nào, cái sự phân hóa của họ như thế nào, cái nền văn minh xã hội nó như thế nào. Và có một cái điều đặc biệt rằng là dù những người Bà La Môn này hay là giai cấp nào đi chăng nữa, dù trẻ lớn thì họ đều có một cái nền giáo dục rất là tốt, và đặc biệt là những người phụ nữ đều có quyền hành hết, chứ không phải là không có tự do, không có quyền gì. Và trong cái lúc mà tham gia cúng lễ tế tự thì những người nữ họ đều được tham gia và đi họp hành hoặc là thảo luận, thì người nữ đều có quyền hành hết. Hoặc là những cái người làm giáo viên, hoặc là chính trị, hoặc là những cái công việc ở trong hoàng gia, trong chính phủ thôi, thì người nữ đều được tham gia hết. Cho nên lúc đó mình có thể nhận thấy được rằng là tuy là cái xã hội bây giờ người nữ không có quyền giống như xã hội phương Tây thời nay, nhưng mà nó cũng đánh dấu được rằng là người nữ thời bây giờ nó có một cái mức độ tự do nhất định, chứ không phải là lúc nào cũng cấm đoán điều này hoặc là cấm điều kia, mà nó rất là thông thoáng, nó được rộng. Hồi xưa thì có phân biệt rằng các cái giai cấp với nhau, nhưng mà sau này, sau khi mà các cái tông phái hoặc là các cái giai cấp nó sinh ra được mạnh, thì là hồi xưa nó không có cái sự phân hóa dày đặc như vậy. Nó chỉ nằm ở cái phương diện rằng là có giai cấp này, có giai cấp kia thôi, chứ nó không có bị coi thường như bây giờ, và nó cũng không phải rắc rối như cái thời nay. Và chính vì cái sự phân biệt như bây giờ mà cái địa vị của người nữ nó bị hạ thấp đi rất là nhiều. Chứ cái thời xưa thì người nữ cũng có một cái sự ảnh hưởng nhất định. Và hôm nay chúng ta kết thúc buổi giảng ngày hôm nay và hồi hướng.